Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình mà Đại Can đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập giải bài tập vừa hình và dạng hình vị Strand nha. Thì giờ hôm nay chúng ta sẽ làm bài cũng là dạng vị hình, và đó sẽ là bài vị hình ở Lâm Mỹ Hậu Giang năm 2019. Nên đấy, cái bài này ấy, thì nó cũng tương đối là dở. Giờ nếu các bạn biết cách áp dụng nó vô nhiêu, áp dụng cái cách dở đó theo nhiều cách khác nhau, thì đây bài này chúng ta sẽ học nha. Thì nếu các trước khi bắt đầu thì nếu các bạn thích video thì các bạn nhớ like, share, subscribe, và các bạn nhớ nhấn một chuông thông báo để mà biết qua những thông tin kênh và video mới của mình nha. Giờ bắt đầu nè. Thì bài tập 6, thì đây bài vị hình ở Lâm Mỹ Hậu Giang năm 2019, thì mình sẽ nói thông tin của nó. Và đây sẽ là chủ trình hình bên được đây. Hình bên được ghép từ 12 hình ngũ giác đều có độ dài mỗi cạnh là 80 bước, nét vẽ bằng 1. Giờ là người ta yêu cầu là chúng ta hãy sử dụng phần mềm Strand để mà vẽ cái hình bên là hình trước mặt này. Thì lúc đó sẽ chạy à, lúc đó nó sẽ vẽ một hình như vậy. Thì lúc đó các bạn sẽ liên tưởng nó một cái đấy. Đấy, vậy là các bạn nhìn thấy nó ấy. Các bạn sẽ nghĩ ấy, hình đồ hình mà mấy cái hình đó ấy, mấy cái hình mà đó ấy, nó đang làm gì, nó có cái vẻ bề ngoài gì. Thì mình thấy là nó đang nói với nhau, nên ấy, nó nói là nó sẽ ở giữa. Các bạn thấy nó ở giữa cái đường, nó đều bị cái tâm bắt đầu của nó ở giữa màn hình luôn, và có vị trí nào khác. Về cái hình đó chúng ta vị là hình ngũ giác, 12 hình ngũ giác có độ dài mỗi cạnh là 80, nét vị bằng 1. Vậy giờ chúng ta thì bắt đầu nha. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm phần chuẩn bị trước, và sẽ bật tiếng Việt cho các bạn luôn. Các bạn nhớ trước khi làm mà nhấn vô nút tiêm phong mở lòng và nhấn nút bút vĩ về nó trường của bạn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên các bạn nhấn vào nhóm sự kiện và thêm cái khối lượng thêm bóng và mấy rau màu xanh. Tiếp theo các bạn thêm khối lượng số tất cả đỡ số màn hình trước khi vĩ. Rồi tiếp theo các bạn thêm cái khối lượng dốc bút để chuẩn bị bắt đầu chuẩn tiêm nền rồi chuẩn bị vĩ. Lúc đó chúng ta chỉ có hai cái đơn giản à, chọn bút màu, đặt kích thước bút vĩ, chọn bút màu. Rồi chúng ta chọn bút màu. Về cái hình lúc nãy chúng ta nhìn thấy nó màu xanh đúng không? Rồi có như vậy đây nha. Rồi đặt kích thước bút vĩ anh 1, do nó nói là nhép vĩ bằng 1. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn chỗ rồi mà đúng ấy, thì con mèo nó sẽ đúng đây. Và nó sẽ hướng 190 thì cũng được nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho nó lặp lại 12 lần. Giờ nó có 12 cái hình ngũ giác ấy, chúng ta sẽ lặp lại 12 lần. Và trong cái lệnh 12 lần đó chúng ta sẽ lặp lại 12 lần cái việc bài vĩ hình ngũ giác, rồi xây vào một hướng nó vị tiếp để ra cái hình này. Đầu tiên nhấn vào nhóm khối lần đây à, và nhấn là nút tạo một khối. Cái bài đặt tên là hình ngũ giác là hình nhân năm cạnh đấy. Rồi nhấn là nút thêm dữ liệu đầu vào số hai chữ, và đặt là đồ gia cạnh để cho đồ muốn nhập gì á mình nhập vô trong cái phần dữ liệu đầu vào đây à. Rồi mới cho nó thu dữ liệu đó đâu làm. Và nhấn vô khối lệnh chạy mà không làm mới màn hình. Rồi cuối cùng nhấn OK. Như vậy thì hình ngũ giác đồ ra cạnh này ấy, chúng ta bật vô nút nhóm chuyển động, nhóm điều khiển và lặp lại 5 lần. Bởi vì nó các bạn đều biết cách vẽ hình đa giác đúng không?
hình đa giác, cách vẽ hình đa giác là cái cách đó là quan trọng nhất để mà các bạn có thể vẽ bao nhiêu hình mà bao bao cái hình mà có bao nhiêu cạnh được vẽ không được, mà còn phải tính toán là các bạn thì nếu các bạn nào không biết thì mình cũng chỉ nói luôn là giống như 300, lúc nay chỉ lấy 360 là cấp độ xây hết mẹ xây hết đứa ấy chia lấy đó, lấy 360 đó chia cho số cạnh của cái hình đa giác mà mình cần vẽ. Nếu như hình đa giác nó có bao nhiêu cạnh, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 100 hơn để là có lúc nãy nhiều cạnh nó cũng hình tròn rồi đấy. Nếu như hình vuông ơi, hình vuông là 300, có 4 cạnh thì lấy 360 chia cho số cạnh nó là 4, 360 chia cho 4 bằng 90. Vậy hình đa giác cũng vậy. Thì ra lập là 5 lần là di chuyển. Rồi trong đây nó ghi là đồ ra một cái 80 bước, ghi di chuyển 80 bước. Rồi chúng ta sẽ cho nói xây phải, xây phải hay xây trái cũng được. Đấy. Rồi lúc đó xây phải chúng ta sẽ làm cho cách công thức tính của hình đa giác ấy là 360 chia cho 5. Với nó có 5 cạnh, hình tụ giác có 5 cạnh không? Để cái phần di chuyển ấy, chúng ta mình thêm cái dữ liệu đâu vào đồ gia cạnh này à, để cho nó di chuyển số đồ gia cạnh, chúng mình thêm khối lượng về vô à, vô trong cái lập là 12 lần rồi mình ghi là 80 thì nó thu nhập dữ liệu đâu vào vô là đồ gia cạnh là 80, về đó sẽ di chuyển đồ gia cạnh bước, vậy di chuyển 80 bước thế là mình nhập 80. Nếu 50 thì nó sẽ thay đổi thành di chuyển 50 bước. Đấy. Cái này ấy, các bạn nhớ thêm khối lượng đặt bút à, để các bạn chỉ vẽ. Đấy, các bạn thấy là nó đã vẽ một cái hình rồi đúng không? Rồi tiếp theo ấy, chúng ta sẽ làm việc đeo. Chúng ta lập lại 12 lần vẽ hình này rồi, nhưng mà không thấy 12 cái hình đã xuất hiện. Nó đúng rồi, nhưng có một cách thiếu lần. Như vậy nó vẽ ấy mà mấy cái hình một hình ngũ giác ở trước mà còn mấy cái hình ngũ giác ở sau ấy nó bị chia lắp lại, nó bị dính nhau. Nên là chúng ta sẽ cho nó xây phải nữa và xây phải theo công thức của kia hình đa giác là 360 chia cho số cạnh nó. Còn nếu cái việc lập đã 12 lần ấy vậy vẫn tính như là chia cho số hình hệ số cạnh. Đấy, 360 chia 12 hình. Và lúc đó nó lặp lại. Và chúng ta đã thấy nó đã vẽ được một cái hình một cái hình đó rồi. Đấy. Các bạn thấy giống chưa? Được. Chúng ta thêm cũng có chúng ta chỉ cần thêm cái khối lượng. Cái khối lượng hiện ở đây. Và khối lượng ẩn trước khi khối lượng hiện trước khi vẽ và khối lượng ẩn sau khi vẽ xong. Đấy, thì giờ các bạn nhìn này thì nó đã hoàn hảo không, giống như cái này. Thế này chị thấy nó khác màu không, nhưng mà như vậy đúng không? Cái này bị từng bước ngoài đây là nhanh hơn. Đây chưa bằng một giây xong lượng của đây, 1, 2 hơn 2 giây nên đấy, nên vậy giờ chúng ta để lắp xong, các bạn thấy hai hình giống nhau đúng không? Vậy giờ hôm nay chúng ta để lắp xong bài này rồi, thì giờ mình chỉ mong các bạn lắp được nha. Thì giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Nhớ subscribe, like, share và nhấn phong chuông thông báo để mai mình biết những thông tin mới về kênh mình và video mình, và mình sẽ cố gắng nỗ lực làm thêm những video mới nữa. Giờ xin chào các bạn và bye bye.